phụ nữ lớn tuổi độc thân sụp đổ, ngay cả khi có nhà, có xe cũng không thể lấy chồng. Mời quý vị và các bạn cùng Như Ngọc và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Các cô gái à, các bạn có biết cảm giác của một người phụ nữ 36 tuổi vẫn chưa kết hôn và không có bạn trai là thế nào không? Không phải như các bạn tưởng tượng, giống một vài nữ chính tỉnh táo và sáng suốt. Thực tế, tôi hiện tại không dám đi xem mắt, không dám yêu đương, càng không dám nghĩ đến hôn nhân. Tôi cảm thấy không phải vì tôi không cố gắng, không xuất sắc. Tôi đã học thạc sĩ, khởi nghiệp, mua nhà, nhưng mỗi khi nhắc đến hôn nhân, tôi lại cảm thấy nhút nhát, bởi vì tôi đã đi xem mắt rất nhiều lần. Thực sự chỉ cần nghĩ đến sự chê bai vì tuổi tác, tôi lại không muốn đi nữa. Ngay cả khi có một lần bỗng dưng rung động, hai người nói chuyện cũng rất hợp, chỉ cần có chút cáu giận, người ta sẽ bảo bạn đã lớn tuổi rồi. Nếu vẫn chưa hiểu chuyện, cần dỗ dành thì tôi tìm bạn làm gì? Chính vì tuổi tác, nhiều chuyện trở nên khó chấp nhận hơn. Vì vậy, có lẽ yêu đương nên là khi còn trẻ. Nếu có thể, tốt nhất là nên bước vào hôn nhân khi còn trẻ. Cô gái với tài khoản hạt gạo bập mạp trên Tàu In là người Hàng Châu. Vào ngày 15 tháng 6, cô đã đăng video nói về sự hối tiếc của mình khi không lấy chồng vào lúc còn trẻ. Trước đó, cô đã đăng video phàn nàn rằng cô có bằng thạc sĩ, đến năm nay mới 38 tuổi, mới nhận ra những người đàn ông độc thân lớn tuổi xuất sắc thật sự không coi trọng mình. Hiện tại theo đuổi cô toàn là những người đàn ông nông thôn, cô chỉ có thể lấy chồng ở nông thôn. Sau khi phát ngôn được đưa ra, đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng phụ nữ độc thân, trong và ngoài nước. Một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn cô, cho biết cô họ Lý, thực tế mới 36 tuổi. Cô trả lời, 2 năm nữa chắc chắn không còn khả năng sinh con. Trước đó tôi đã đi xem mắt 5 lần, vẫn không có ai phù hợp. Về việc tại sao cô Lý lại giấu tuổi thật của mình, nhiều cư dân mạng cho rằng cô đang sử dụng chủ đề phụ nữ lớn tuổi vẫn còn độc thân để thu hút nhiều lượt xem. Nhìn ở góc độ khác, hành động của cô cũng có thể mang xu hướng quảng cáo nhất định. Tôi sinh năm 1988, có bằng thạc sĩ top trường đại học nổi tiếng Trung Quốc, là một phụ nữ lớn tuổi vẫn độc thân. Gần đây tôi đột nhiên cảm thấy tôi có thể chấp nhận một người đã ly hôn và có con. Trước đây tôi luôn nghĩ đó là điều không thể, nhưng giờ đây đột nhiên tôi hiểu ra cô đơn còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Tôi gần đây đột nhiên cảm thấy thế giới của mình yên ắng, trống trải, cả thế giới không có một tiếng động và sẽ mãi mãi không có một tiếng động, giống như tôi không dám lên tiếng, giống như chỉ cần tôi lên tiếng sẽ có tiếng vang, sẽ dọa chính mình, và tôi không biết sự cô đơn này sẽ kéo dài đến bao giờ. Cô Lý vào đầu tháng 6 đã đăng video chia sẻ những cảm xúc thật của mình. Mặc dù bề ngoài trông có vẻ độc lập và mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm tâm hồn cô lại che giấu một nỗi cô đơn khó tả. Cảm thấy tiếc nuối cho tuổi trẻ đã qua đi. Phụ nữ lớn tuổi độc thân, phần lớn đều là người có học vấn, thu nhập cao, IQ cao, ngoại hình cũng không có gì để chê, vì yêu cầu chọn bạn đời của họ khá cao, dẫn đến không thể tìm được bến đỗ lý tưởng trong hôn nhân, trở thành phụ nữ ế. Cô Lý có lẽ đã lợi dụng chủ đề nhạy cảm phụ nữ ế để thu hút sự chú ý của xã hội đối với nhóm phụ nữ lớn tuổi vẫn độc thân, từ đó tăng thêm độ phổ biến và ảnh hưởng của mình. Trong trường hợp này, hành động của cô có thể được coi là sự đấu tranh can đảm, một sự kiên định trong việc khẳng định bản thân. Hiện tại tôi hơi buồn, chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy phụ nữ lớn tuổi có nhà có xe dễ dàng, muốn có tình yêu thật sự là quá khó. Dù tôi không muốn chấp nhận, nhưng tôi không thể chống lại. Nếu là một cô gái, dù bạn có dáng người đẹp, đẹp đến đâu, học vấn cao thế nào, tính cách tốt thế nào, khi bạn bước vào thị trường hôn nhân và tình yêu, bạn đều bị tuổi tác cản trở. Tôi nghĩ đến công việc chăm chỉ của mình, tập trung kiếm tiền, tưởng rằng mình có thể ở bên người mình thích, nhưng không ngờ, một ngày nào đó tôi có nhà, có xe, rồi trở thành một cô gái lớn tuổi. Khi đến thời kỳ kết hôn sinh con, tôi chỉ là bị người khác lựa chọn. Tôi đột nhiên cảm thấy, nhiều nỗ lực của mình, tuổi trẻ còn không bằng dùng để yêu đương. Tôi có một người bạn, trước đây đã từng có bạn gái lớn hơn anh ấy 2 tuổi. Anh ấy thẳng thừng nói với tôi, anh ấy là người khá kén chọn trong mối quan hệ này. Bạn gái của anh ấy rất bao dung với anh, còn anh là kiểu đòi hỏi rất nhiều đối với bạn gái. Vé gắn một chút cũng không được. Trong 2 năm qua, anh ấy đã đổi người yêu mới, nhỏ hơn 5-6 tuổi. Khi anh ấy cho tôi xem ảnh, tôi cũng sốc, cô gái này hút thuốc, uống rượu, chơi bời. Trong ảnh cô gái có hình xăm to, chỉ là tiêu chuẩn chọn bạn đời trước đó khác nhau rất nhiều. Tôi hỏi tại sao bây giờ có thể chấp nhận bạn gái như vậy. Anh ấy nói, vì cô ấy còn trẻ, nên tôi rất có thể bao dung với cô ấy. Nghe xong, tôi lập tức khóc, thật là đau lòng. Trong video, cô gái tên Điền Giao Giao trên Tàu In là một người phụ nữ lớn tuổi, dịu dàng và xinh đẹp, nhưng đến tuổi kết hôn lại không tìm được người thích hợp để kết hôn. Theo quan sát của cô, nhiều đàn ông khi chọn bạn đời thường lấy tuổi tác của phụ nữ làm yếu tố quyết định quan trọng.
họ có xu hướng chọn những người phụ nữ trẻ, có khả năng sinh sản. Còn đối với những người phụ nữ như cô, đã thành đạt nhưng tuổi tác hơi lớn, họ tỏ ra do dự, thậm chí là kén chọn. Tôi sinh năm 1991, năm nay 33 tuổi, phụ nữ lớn tuổi vẫn độc thân, ở tuổi này chưa kết hôn, nó thật là rất hoảng loạn. Luôn có người nói tuổi này mà chưa kết hôn, chắc chắn là quá kén chọn. Nếu trước đây tôi yêu cầu thấp một chút, sớm đã kết hôn rồi. Thực sự mà nói, khi tôi khoảng 27-28 tuổi, tôi cũng muốn kết hôn, cũng có ý định kết hôn vội vàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, nếu lựa chọn của tôi là sai, tôi sẽ bước vào vực thẳm, không có lối thoát. Trên mạng tràn ngập những tin tức về phụ nữ bị bạo hành gia đình, bị bỏ rơi, thậm chí bị đẩy xuống vách núi. Thành thật mà nói, tôi vẫn rất sợ hôn nhân, giống như đàn ông sợ phụ nữ đào mỏ vậy. Nhưng đào mỏ là tiền, còn một số đàn ông lại muốn mạng sống của bạn. Dù vậy, tôi tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Mỗi ngày ăn uống, làm việc khi cần, đi du lịch khi muốn. Dần dần, tôi cũng quen với cuộc sống độc thân. Nhưng cũng không biết từ khi nào, tôi đã 33 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lớn tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Giờ thật sự là tuyệt vọng. Đôi khi tôi muốn tìm, đôi khi lại không muốn tìm. Giờ đây đã có người bắt đầu giới thiệu những người đã ly hôn có con cho tôi, hoặc là đàn ông ngoài 50 tuổi. Điều này khiến tôi nhận ra chính mình. Đàn ông cùng tuổi với tôi đều muốn tìm những cô gái trẻ đẹp, hoàn toàn không đến tìm tôi. Rồi tôi chỉ có thể tìm người đã ly hôn có con hoặc là những người đàn ông hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi cảm thấy thật sự sụp đổ. Ở Trung Quốc, thực sự tồn tại quan niệm cho rằng phụ nữ càng lớn tuổi thì giá trị của họ trên thị trường hôn nhân càng giảm. Điều này khiến nhiều phụ nữ lo lắng về hôn nhân. Hiện tượng này liên quan đến quan niệm truyền thống và sự mất cân bằng tỷ lệ giới tính. Nam giới ngoài tuổi trẻ và ngoại hình của đối tác còn chú trọng đến năng lực tài chính của phụ nữ. Trong khi phụ nữ mong muốn tìm được một người bạn đời có thể dẫn dắt họ về mặt tinh thần. Theo thời gian, quan điểm chọn bạn đời của phụ nữ cũng dần thay đổi. Họ bắt đầu thử bước vào thị trường hẹn hò, hy vọng có thể tìm được một người phù hợp. Tuy nhiên, quá trình này không suôn sẻ như họ tưởng tượng. Họ cho rằng học vấn cao và điều kiện công việc ưu việt sẽ là điểm cộng, nhưng thực tế lại mang đến một cái tát đầy phũ phàng. Tôi hỏi bạn có đang hẹn hò không? Bạn hơi lớn tuổi rồi. Tôi sinh năm 1991, tôi có lớn tuổi không? 1991 thì hơi lớn tuổi rồi. Bạn bao nhiêu tuổi? Sinh năm 1997. Tôi không chê bạn nhỏ tuổi, thu nhập của bạn hơi thấp. Tôi còn có một công ty nữa, tôi không dám viết ra, sợ bạn áp lực. Tôi có hai căn nhà, tất nhiên là do tôi tự kinh doanh kiếm được. Bạn cao 1m58, hơi thấp. Cô gái người An Huy với biệt danh Athena đã đến công viên nổi tiếng tại Hàng Châu để tìm bạn đời. Trên tấm bảng viết, chân thành tìm đối tượng, nữ sinh năm 1991, có bằng thạc sĩ, cao 1m58, nặng 45 cân, có nhà ở Thượng Hải và Hàng Châu, nghề nghiệp là lập kế hoạch công ty quảng cáo, thu nhập khoảng 150.000 nhân dân tệ, 525 triệu mỗi năm. Athena cũng đưa ra 4 điều kiện tìm bạn đời, mong tìm được người phù hợp, cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp, yêu cầu như sau. Thứ nhất, có bằng cử nhân trở lên. Thứ hai, có nhà ở Thượng Hải hoặc Chiết Giang. Thứ ba, cao từ 1m75 trở lên. Thứ tư, sẵn sàng đưa 50.000 nhân dân tệ làm của hồi môn, không trả giá. Tại góc công viên dành cho hẹn hò, có thể thường xuyên thấy bóng dáng của cô. Nhưng tuổi tác lại thường trở thành trở ngại lớn nhất của cô trên thị trường hẹn hò. Athena đã đăng video nói: mọi người đều đến công kích tuổi của tôi. Chẳng lẽ phụ nữ lớn tuổi là sai sao? Lớn tuổi thì không được đặt ra bất kỳ điều kiện nào sao? Mỗi người đều có quyền yêu và được yêu. Tôn trọng lựa chọn của người khác khó vậy sao? Đừng luôn khuyên tôi hạ thấp tiêu chuẩn. Tôi là thạc sĩ, có hai nhà và hai xe. Trước đây thu nhập hàng năm là 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ đồng. Tôi có thể ngay lập tức ra ngoài khởi nghiệp. Tôi thấy tương lai của tôi tươi sáng. Tại sao tôi phải tìm một người kém mình mọi mặt để giảm chất lượng cuộc sống của mình? Nếu không tìm được thì tôi không kết hôn. Tôi tìm một người cao 1m7 không quá đáng chứ? Không quá đáng. Tôi tốt nghiệp đại học thuộc dự án 985. Tìm một người tốt nghiệp đại học 985 trở lên không quá đáng chứ? Không quá đáng. Tôi thu nhập hàng năm khoảng 200.000 đến 300.000 nhân dân tệ, 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Tìm một người thu nhập 300.000 đến 400.000 nhân dân tệ không quá đáng chứ? Không quá đáng. Tôi sinh năm 1990, tìm một người sinh khoảng năm 1990, trên dưới 3 tuổi không quá đáng chứ? Không quá đáng. Tôi có 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm, yêu cầu 280.000 nhân dân tệ, khoảng 980 triệu đồng, làm của hồi môn không quá đáng chứ? Không quá đáng. Nếu bạn đạt được những yêu cầu này, bạn có sẵn lòng tìm một người như tôi không? Có thể tôi sẽ tìm. Làm sao có thể? Bạn nghĩ xem, thu nhập 400.000 nhân dân tệ, 1,4 tỷ đồng một năm, khoảng 30 tuổi, có nhà có xe, sẵn sàng đưa 280.000 nhân dân tệ, khoảng 980 triệu đồng, làm của hồi môn, lại đẹp trai, cao 1m7. Người như vậy tìm một cô gái 18 tuổi không quá đáng chứ? À đúng, tìm tôi cũng không quá đáng mà. Anh ta có thể tìm cô gái 18 tuổi, tại sao phải tìm bạn?
nhưng tôi xuất sắc hơn cô gái 18 tuổi. Bạn xuất sắc hơn ở điểm nào? Tuổi tác lớn hơn, nhiều nếp nhăn hơn hả? Thôi, tôi không muốn nghe nữa. Yêu cầu của bạn cao hơn cô ấy. Bạn xuất sắc hơn ở điểm nào? Nói rõ xem. Những người phụ nữ lớn tuổi vẫn độc thân có thể gặp phải nhiều định kiến và phân biệt trong thị trường hẹn hò. Thực ra, những yêu cầu của cô gái trong video đều không quá đáng. Nhưng tại sao lại không tìm được? Có lẽ do tuổi tác tăng, rủi ro trong sinh nở cũng cao hơn. Đàn ông không dám mạo hiểm bước vào hôn nhân với họ. Rõ ràng, trong phạm vi lựa chọn của chàng trai trong video, anh ta chỉ muốn tìm được một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Xếp hạng với những người phụ nữ lớn tuổi chắc chắn không cao. Đây là hiện trường góc hẹn hò tại Học viện Vạn Tùng ở Hàng Châu. Những cô gái lớn tuổi và các bà mẹ đều ngạc nhiên. Dù có nhà có xe cũng khó lấy chồng. Tuổi tác trở thành trở ngại lớn nhất. Bạn có thấy đúng không? Đây là quan điểm chọn bạn đời hiện tại của xã hội Trung Quốc. Bạn có thể nói rằng điều này rất bất công, nhưng đó là sự thật. Thế giới này có quá nhiều điều không công bằng. Điều duy nhất người bình thường có thể làm là chống lại một cách im lặng. Và cách duy nhất để những người phụ nữ lớn tuổi vẫn độc thân chống lại sự bất công này là chọn sống độc thân mãi mãi. Các cô gái độc thân ở thành phố dù khó khăn nhưng vẫn có sự lựa chọn. Trong khi đó, phụ nữ nông thôn lại ít khả năng kiểm soát số phận của mình hơn. Dưới áp lực của dư luận xã hội và gia đình, sự thiếu giáo dục, không có tài nguyên xã hội, phụ nữ nông thôn ít có quyền thương lượng hơn so với phụ nữ thành phố. Thậm chí sau khi kết hôn còn gặp phải bất bình đẳng và bạo lực gia đình. Những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn kết hôn và sinh con, tự nguyện bước vào hàng ngũ phụ nữ ế. Có điều kiện vật chất, sống độc thân lại càng thoải mái. Xin chào mọi người, tôi năm nay 39 tuổi. Nhiều người nói tôi là dì già, bà già không lấy được chồng. Thật sự đôi khi tôi bị công kích mãi cũng quen. Điều này có thể thể hiện trí tuệ của những người này sao? Thế kỷ nào rồi mà còn suốt ngày nói không lấy được chồng, không lấy được chồng thì không lấy được chồng, đúng không? Tôi thật sự không hiểu, sao có thể tồn tại một tư tưởng khép kín như vậy? Không lấy được chồng thì sao? Không lấy được chồng thì không lấy. Trên mạng Tiểu Hồng Thư, những nữ blogger ở tuổi 30-40 gắn nhãn không kết hôn không sinh con thường nhận được hàng nghìn lượt thích. Năm 2021, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã khảo sát khoảng 2.900 thanh niên thành thị chưa kết hôn, phát hiện 44% phụ nữ không có ý định kết hôn. Văn hóa trọng nam khinh nữ tồn tại hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Trong thời cổ đại, tư tưởng phụ nữ không tài là đức rất phổ biến. Nam giới thường mong muốn phụ nữ đóng vai trò phụ thuộc trong gia đình và xã hội. Nếu phụ nữ có văn hóa và tài năng, có thể sẽ thách thức vai trò quyền lực truyền thống này. Ngày nay, một số nam giới Trung Quốc vẫn giữ quan điểm rất bảo thủ về hôn nhân. Trong đó không thiếu những người đã được giáo dục cao. Một nhà đầu tư ngân hàng Trung Quốc 35 tuổi từng nói rằng, nam giới Trung Quốc muốn vợ giống như sữa chua nguyên chất, có thể tùy ý pha chế. Vợ của anh ta là sữa chua nguyên chất, không tinh tế, không có chính kiến, nhưng anh ta thích cô ấy, vì cô ấy dễ kiểm soát. Nhiều nam giới chỉ chấp nhận phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình, không chấp nhận phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Tại sao lại như vậy? Nhạc sĩ, nhà văn và người dẫn chương trình nổi tiếng Trung Quốc, Cao Hiểu Tùng, từng phát biểu một ý kiến gây tranh cãi, có thể đại diện cho suy nghĩ của đàn ông đang ở độ tuổi kết hôn. Cô ấy ở bên tôi khi còn rất trẻ, thậm chí chưa bước vào xã hội, vì vậy thế giới quan cơ bản của cô ấy đều do tôi định hình. So với việc tìm một người vợ lớn tuổi hơn đã được định hình bởi những người xung quanh, sau đó bạn phải thay đổi. Điều này mệt mỏi hơn rất nhiều và dễ dẫn đến mâu thuẫn hơn. Vợ tôi nhìn nhận thế giới, thậm chí nghe nhạc, xem phim gì đều chịu ảnh hưởng từ tôi. Vì vậy, phần lớn suy nghĩ của chúng tôi đều rất nhất quán. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Điều này cho thấy trong hôn nhân, nhu cầu của đàn ông đối với sự tôn thờ và cảm giác dựa dẫm cao hơn nhiều so với phụ nữ. Một lý do chính khác là tình hình kinh tế không tốt đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ kết hôn. Năm 2024, kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, bị ảnh hưởng bởi suy thoái ngành bất động sản, vấn đề nợ địa phương, làn sóng sa thải của các doanh nghiệp dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nhiều thanh niên có cái nhìn tiêu cực về tương lai và hôn nhân. Với khả năng độc lập kinh tế và trình độ giáo dục cao của phụ nữ thành thị, hôn nhân từ góc độ kinh tế không còn là cần thiết. Nam giới nói rằng họ không đủ khả năng chịu chi phí kết hôn, vì vậy ngày càng nhiều nam giới trẻ chọn nằm yên, bắt đầu ủng hộ chủ nghĩa không kết hôn, sống sao cho thoải mái nhất. Số lượng kết hôn ở Trung Quốc trong chưa đầy 10 năm đã giảm một nửa. Theo báo cáo của số lượng đăng ký kết hôn quý 1 năm 2024, giảm 178.000 cặp so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến số lượng đăng ký kết hôn cả năm sẽ tiếp tục giảm. Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2013, sau đó giảm liên tục trong 9 năm. Một số nhà phân tích cho rằng số người độc thân trong tương lai sẽ tăng đáng kể. Việc kết hôn muộn và tỷ lệ sinh giảm có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với mục tiêu dân số của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Quý vị cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng YouTube và Kanchi World. Như Ngọc và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.